Các bạn đang xem video đừng quên cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình sớm đặt cột mốc 100k sub nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người, tôi là Quang Con, hiện tại đặt niềm tin vào sai người rồi anh hối hận quá. Anh đã vội đem con tim trả về em, chầm lấy hồn anh từ sâu thẳm, miên man say sưa những ngày nắng, cho anh mang chút tương tư vào dòng thư. Nhẹ nhàng đã có những bối rối khi yêu thương lên. Thì anh cũng có hơn được em tí nào đâu anh. Ok, đợi chị chút để xem lại video được chưa đã. Vâng ạ. Chị có một tin vui, một tin buồn, ba đứa muốn nghe tin nào chưa? Rồi xong. Quên mặt quay đúng không chị? Không, không quên mặt quay. Thế là gì thế ạ? Quay thì chị bật rồi. Bị lỗi video nên cả bốn đứa mình được một vé quay lại. Bó tay bạn này thật đấy. Lần nào cũng quên bật quay. Nào, con là thế mất quan điểm đấy nhá. Đây là bật quay rồi nhưng mà máy lỏ mà. Talker thì đầu tư cái điện thoại xịn xịn đi chị. Thôi không sao, giờ chúng mình quay lại nha. Thôi để mai được không chị? Tại giờ em cũng bận rồi á. Ok, vậy mai nhớ tắm rửa đầy đủ nha. Và từ đó Quang và Linh ngày nào cũng quay cùng nhau. Rồi dần dần Quang thấy thích Linh và quyết định tán tỉnh cô ấy cho bằng được. Nhưng chưa chơi riêng cùng nhau bao giờ, thậm chí Quang không thèm mời Linh. Rồi đến một hôm thằng cu đen mày quá chán rồi. Chán thế không biết nữa. Để tạo phòng đứng xem có ai xin vào chơi cùng không. Ủa, Khánh Linh, đây rồi, có người chơi cùng rồi này. Mời luôn, mời luôn.
mà chẳng biết người ta có vào không nữa. Ủa, mời cái vào luôn này, đỉnh thật. Chào Quang nhá, mới lên có chuyện gì không á? Thường là có hai người kia mà, bây giờ khuya lắm rồi đấy, không quay video mà Quang cũng không đi ngủ đi à? Thì bà cũng có ngủ đâu mà nói tôi trời. Tại Linh thức khuya quen rồi chứ. Thế có chơi không để còn vô? Gì mà cọc cằn với người ta thế trời. Chưa trả lời chơi hay không mà đã vô rồi các cậu này. Ủa, vậy là không chơi à? Vậy out đi, chưa ở đây làm gì? Thôi, chưa tí thôi mà, cọc thế. Quay cùng anh chị dễ thương bao nhiêu thì chơi cùng mình cọc bấy nhiêu. Kệ tôi đi trời. Nào, giãn cơ mặt ra tươi tỉnh lên đi, có phải người lạ đâu mà cọc thế. Kệ tôi đi trời, sao cô cứ quan tâm làm gì nhở? Nhưng mà cậu chơi cùng tôi mà, không quan tâm được sao chứ? Hay là nói chuyện với tôi cậu thấy ngại nên cậu mới cọc như thế? Tính tôi nó lạ lạ thế đấy. Giờ thì hiểu tại sao mấy người trên TikTok bảo Quang là Quang ấy rồi. Cọc cằn như vậy thì sao có người yêu được. Tươi tỉnh lên đi, nhất là với con gái phải thoải mái một chút. Có cô gái nào thích người cọc cằn khó chịu với mình vậy đâu. Vậy mà nãy giờ cô vẫn ngồi nói chuyện với tôi. Tại là bạn bè thân nhau nên tôi mới nói chứ không tôi nói làm gì. Muốn tốt cho Quang thôi. Vậy giờ tôi phải làm sao mới được? Cậu phải thoải mái với con gái lên, tươi tỉnh lên, đừng có cọc cằn như vậy. Mấy đứa con gái nó thích những người đàn ông làm nó vui vẻ hạnh phúc, chứ cọc cằn như vậy á, nằm mơ đi cưng. Đồ này, nhặt đi. Cho đồ người ta không được cọc cằn như vậy. Mà phải bảo là, em ơi, anh cho em đồ này. Đồ của em này, lút từ từ thôi, để chỗ lút cả anh nữa. Em ơi, nghe xến xúa vậy. Xến xúa nhưng mà có người yêu. Cứ không chịu nghe như thế này thì còn lâu nhá. Nhưng tôi thích cậu mà. Lẩm bẩm cái gì trong mồm đây, nói xấu tôi à? Đâu, tôi có nói gì đâu trời. Đứng đó làm gì, đi săn người đi chứ. Biết rồi, lọc bà lọc bà hoài vậy. Đấy, tôi nói thế nào mà lại quên hết rồi hả? Cậu phải nhẹ nhàng với tôi dần dần đi. Tôi cũng là con gái mà, ví dụ điển hình đấy. Cậu phải học tập nhiều lắm, cứ mang cái tính đấy trong người thì làm sao có người yêu được. Cảm ơn cậu nhiều nha, không ngờ cậu tốt vậy luôn á. Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Bạn bè tốt với nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải cảm ơn. Trước giờ ngoài anh chị ra thì tôi chưa có thêm người bạn nào cả. Kiểu tôi cảm thấy cuộc sống của tôi chỉ cần hai anh chị là đủ rồi. Cho nên tôi cũng không có nhu cầu cần thêm người bạn nào á. Cô là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Gì ghê vậy, thế tôi hiểu cuộc sống ngoài đời của cậu như thế nào rồi. Hôm nào đi chơi không, tôi nghe chị kể hết rồi. Cậu suốt ngày ở trong nhà, không chịu bước ra khỏi phòng chứ gì. Hôm nào qua rước tôi đi chơi, tôi gửi vị trí cho. Nhưng mà có được không đây? Được mà, chốt vậy đi. Cậu thừa có gì ngoài thời gian đúng không? Vậy chiều mai đi luôn đi. Vậy cũng được. Đúng là gu của mình mà, thân thiện hết nấc, lại còn dễ thương nữa. Fan này quyết tâm đảm bảo được thì thôi. Ơ kìa, sao cậu cay ép của tôi? Nào, lại quên lời tôi rồi đấy. À, thì thôi. Nói lại nhanh lên, ô hay. À, có gì đâu, kêu đây tôi nhờ cậu im mà. Không sao, không sao. Đấy, như thế có phải ngoan không? Ngoài thính này có người, cậu cứu tôi với. Cậu là con trai mà, tự lo liệu đi chứ. Xong rồi bà nội à. Quen mồm thôi, chứ con át chủ bài của chị đấy. Trên đó đông lắm đó, cẩn thận nha Quang. Giỏi ơi, bót đi mà. Dưới này đông nghịt luôn, này cứu tôi với. Đợi chút, xuống liền đây. Tưởng bro, hóa ra bờ rào. Lỗi thôi, lỗi thôi. Tôi có việc rồi, tôi đi trước nha. Mai nhớ qua đón tôi đấy. Con người gì đâu mà kỳ cục hết sức. Nhưng không sao, vì yêu ta cứ đâm đầu thôi. Vậy là từ hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau. Và rồi cuối cùng tôi tỏ tình và cô ấy đồng ý. Nhưng hôm nay... Alo, cậu có phải là Quang không? Đúng rồi ạ, chú là ai thế? Sao chú có thể biết số cháu và gọi thế ạ? Chút xíu nữa con trai chú sẽ nói chuyện với cháu. Cái, giờ chú bận rồi, chào con nhá. Tút 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 tút. Hình như là người này thì phải. Chào cậu nha, trước hết tôi giới thiệu. Tôi là Cải, anh trai của Cái Linh. Vâng ạ, à, em chào anh, em là Quang. Vào thẳng vấn đề chính luôn nha. Hiện giờ Linh đang bệnh rất nặng rồi. Cậu có biết điều đó không nhờ? Bệnh gì hả anh? Bệnh này nghiêm trọng lắm. Trước giờ con bé rất chăm chỉ trị liệu, cũng như rèn luyện hồi phục. Nhưng dạo gần đây, yêu cậu thì con bé đã nở nụ cười trên môi. Cũng với việc ấy, thì trị liệu của con bé thì con bé bỏ bơ nó luôn. Tôi cảm thấy tinh thần lạc quan là rất tốt, nhưng cuộc sống của con bé quyết định vào trị liệu và luyện tập. Nhà tôi rất quý cậu và muốn cậu ra mắt gia đình. Nhưng hiện tại thì không, con bé cần được sống. Cậu có thể hiểu cho gia đình tôi được chứ? Vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh vì đã nói cho em biết điều này. Em biết từ mình phải làm gì rồi ạ. Hứa với tôi, hãy làm cho nó cười lại. Sau khi thấy nó, quay cùng với chị cậu sau 2 năm nhé. Sau ấy hãy đến nhà tôi, gia đình tôi luôn chào đón cậu. Cảm ơn cậu đã thông cảm với gia đình tôi. Chúc cậu mạnh khỏe. Anh yêu em lắm Linh à, chúng ta mới hạnh phúc với nhau chưa được bao lâu mà giờ em lại thế này. Không còn cách nào khác, phải làm như vậy thôi.
Em chào anh yêu nhá. Vào trận đi. Vâng ạ. Chạy lên chỗ đu quay nhé, anh có chuyện muốn nói. Anh cảm thấy chúng ta không hạnh phúc thực sự khi ở bên nhau, vậy nên chúng ta chia tay nhá. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh nói cái gì cơ? Chúng ta chia tay đi. Thời gian qua anh không thể yêu em như em nghĩ. Tất cả chỉ là vở kịch anh dựng lên thôi, em hiểu không? Nói dối, anh nói dối. Đây không phải sự thật, anh không phải là người như vậy. Anh chính là người như vậy đấy. Chấp nhận sự thật đi, chúng ta không thích hợp để ở bên nhau đâu. Chúc em hạnh phúc. Mạnh mẽ lên cô gái của anh, không được khóc. Em phải khỏe mạnh, anh sẽ đợi tin em từng ngày. Thứ lỗi cho anh chỉ muốn cô gái của anh tiếp tục sống thôi. Sau khi chia tay, Khánh Linh đã chăm chỉ luyện tập và khỏi bệnh. Ngày Khánh Linh khỏi bệnh cũng là ngày anh hai cô nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện về 2 năm trước. Sau đó đã rất chân thành nhờ chị của Quang và rồi... Quay cái khỉ gì mà gọi mình vào game sớm thế không biết. Chưa mở mắt đã gọi mình vào game để quay cho bà rồi. Ảo thật đấy. Mới sáng sớm đã lôi đầu người ta vào quay rồi. Ủa, xem mình lại ở đây. Vậy là bệnh em ý khỏi hẳn rồi à? Tốt quá đi mất. Sao cái thằng này hôm nay còn dám quát vào mặt chị à? Chị thấy dạo này Quang hư lắm rồi đây nha. Có cần chị chỉnh đốn lại không? Thôi, nói nhiều quá, quay nhanh lên em còn ngủ. Ô hay, mày quay cho tao, mày dám láo nháo hả? Dạo này Quang láo lắm rồi đây nha, phải không Bi? Đúng, dạo này Quang toàn bật chị nha. Thích anh ký đâu mày không hả? Thì em xin lỗi, có gì mà cứ phải làm căng lên thế nhở? Quay cái gì, quay nhanh lên, em bận lắm đấy. Kìa em, người tình trong mộng kìa. 2 năm rồi chẳng lẽ em lại không hỏi han gì à? Anh kể em đi, lúc khác em hỏi sau chứ. Hóa ra 2 năm nay mày không chịu kết bạn là vì con bé này à? Con bé còn yêu mày nhiều lắm đấy. Tốt nhất là nắm bắt cơ hội, em hiểu không? Không có người ngư dân nào để tuột mất con cá của mình cả. Nói đến đây chú em phải tự hiểu đi nhá. Lần đầu chơi với Linh cũng là ở đây, bây giờ cũng là ở đây. Anh chị này đang cố gắng nối mình lại với cô ấy à? Không được, vậy thì dễ dãi quá rồi. Không thể để tình yêu làm cho mờ mắt được. Hên nhớ mình là Quang con cơ mà. Yêu em thì là thật đấy, nhưng không thể dễ dàng như thế được. Non như cái lốp xe vậy. Quang con dạo này cũng biết lấy bẩn rồi cơ đấy. Em mà anh trời ơi, tất nhiên là phải đỉnh rồi. Đấy, khen nó được câu nói tự mãn rồi đấy. Thằng bé này bé tí mà đã tự mãn thế này rồi. Trận này đi bắn nhau thôi nha, chẳng cần quay gì đâu. Ok chị ơi. Cơ hội bắt chuyện đây rồi. Anh tin tưởng em trai của anh. Cứu em đi, chứ sao đứng hiện như thế? Đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu. Ảo tưởng sức mạnh. Em nói cái gì cơ? Vẫn ảo như ngày nào nhở? Kệ em chứ, lên cứu em với. Này đồ này, cầm đi. Có kìa anh trai, anh làm ăn kiểu này là không ổn rồi đấy nhá. Lo mà bạn đi, ngồi mà trêu anh. Đấy, có khá hơn được tí nào đâu mà trêu. Chị lại có tin buồn. Thôi xong. Lại quên nhắn quay hả chị? Không, buồn cười. Anh của bé Khánh Linh nhà chị hôm nay quay để gắn bé với Quang lại thôi. Làm hết rồi đấy Quang ạ, cố lên. Bó tay mấy ông bà này thật. Thôi đâm lao phải theo lao thôi. Thay đồ đi bé. 2 năm rồi, em vẫn khỏe chứ? Vâng, em khỏe lắm. Hồi đó anh trai nói với anh như vậy nên anh mới chia tay em à? Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em nhá. Có gì đâu, chỉ cần em khỏe mạnh thôi, anh thế nào cũng được. À, 2 năm rồi anh có thêm người bạn nào không đây? Anh có nhiều lắm, em đừng lo. Anh nói dối, em nghe kể hết rồi. 2 năm qua anh vẫn rú trong phòng ấy, chắc anh phải chịu tổn thương nhiều lắm. Ai kể với em? Chị, anh Bi, bố mẹ anh nữa. Sau khi em khỏi, ai cũng đến thăm em. Còn anh lại rú một mình trong phòng như vậy. Xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều thiệt thòi nhá. À, có sao đâu nè. Mỗi lần anh sụp đổ, anh lại nghĩ đến cảnh hôm nay, thấy em vui cười hạnh phúc. Khi ở bên anh là anh vui rồi. Cũng chỉ vì cơ thể em yếu ớt, chứ không 2 năm qua anh cũng sẽ không chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
Nhưng mà giờ thì không sao nữa rồi. Em ở bên cạnh anh, mãi mãi về sau. Hãy... Không, lần trước anh đã để em chủ động rồi. Bây giờ hãy để anh. Hãy đừng để bất cứ lý do gì tách chúng ta ra nữa nhá. Cùng anh bắt đầu lại mối tình này có được không? Không phải là bắt đầu lại mối tình này, mà là cả hai ta tiếp tục nó. Em cùng anh bước nốt cuộc đời còn lại nhá. Em đồng ý.